Tường Vũ Nguyễn Hồng xin gửi lời chào đến toàn thể anh chị nhà mình. Và trong video ngày hôm nay thì em gái rất là vui và rất là hân hạnh khi mà được lên sóng để cùng giới thiệu với anh chị nhà mình một cái tác phẩm cực kỳ là giá trị và đẹp mắt, đúng không ạ? Với nền chất liệu gỗ là gỗ chắc đỏ đen, được bên em thiết kế cực kỳ là sang trọng luôn cho anh chị nhà mình. Và tác phẩm này là một tác phẩm bộ đôn trống này, trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen, gồm có một bàn và 6 ghế anh chị nhá. Cái phần mặt bàn này của bên em thì có chiều cao là 60 và đường kính là 76 này. Còn những cái phần chiếc ghế này của bên em thì có chiều cao là 32 và đường kính giúp em gái là 29 anh chị nhá. Vâng, vừa rồi thì em có chia sẻ chiều cao kích thước của sản phẩm này để anh chị nhà mình có thể là cân đối không gian cho ok. Những cái sản phẩm như thế này thì anh chị nhà mình có thể là sở hữu này, và cũng như là trưng bày ở phần không gian phòng khách ạ, hoặc cũng như là ở bàn ăn này, làm bàn ăn hoặc là bàn làm việc rất là tiện lợi anh chị nhà mình nhá. Và không để anh chị nhà mình chờ đợi lâu hơn nữa thì em sẽ là tiến sát máy quay lại gần để anh chị nhà mình nhìn tổng quan ở cái sản phẩm này. Một tác phẩm vô cùng sang trọng, cùng với đó là chất vân chất gỗ của dòng gỗ chắc đỏ đen cực kỳ là bắt mắt và hài hòa cân đối. Và anh chị nhà mình có thể là nhìn ngắm giúp em từng cái đường lối đục quá là tỉ mỉ và sắc nét luôn anh chị nhá. Chất vân gỗ này có cả lưu và có cả chum sụn luôn anh chị nhà mình ơi. Thực sự luôn là một cái sản phẩm này mà anh chị nào đam mê đồ gỗ này, trưng chơi sản phẩm này thì quá là đỉnh cao và sang trọng đúng không ạ? Vâng ạ, toàn bộ cái đường viền ở bên ngoài là bên em bo hoàn toàn bằng tay anh chị nhà mình nhá. Tượng trưng như những viên ngọc này bo toàn bộ đường viền rất là cân đối luôn anh. Vâng, và tiếp theo đó thì em sẽ giới thiệu với chị nhà mình những bộ đôn anh chị nhá. Đôn này của bên em gồm có 6 cái này, và những cái mặt đôn anh chị nhà mình ơi, chất vân chất gỗ cũng vô cùng là tuyệt vời đúng không ạ? Đây, em sẽ đi từng mặt đôn một cho anh chị nhà mình nhìn ngắm kỹ càng hơn ở cái sản phẩm này anh chị nhá. Thiết kế vô cùng là cân đối và cân kiện luôn đối với không gian gia đình nhà mình. Và em xin chia sẻ lại chiều cao kích thước của sản phẩm để anh chị nhà mình có thể là cân đối không gian chỗ kê anh chị nhá. Chiều cao của mặt bàn này là 60 và đường kính là 76 này. Chiều cao của chiếc ghế là 32 và đường kính là 29 ạ. Vừa rồi thì em cũng có là đi sát máy quay lại gần cho anh chị em mình nhìn ngắm kỹ càng hơn về cái chất vân chất gỗ này, và cũng như là từng cái đường nét thiết kế làm lên cái bộ đôn trống này anh chị em mình nhá. Vâng ạ, và tác phẩm này thì em gái giao lưu với chị nhà mình với mức giá chỉ là 16.500.000 đồng, bao gồm phí cước vận chuyển toàn quốc cho anh chị đúng không ạ? Cảm ơn anh chị nhà mình đã theo dõi và lắng nghe video của bên em ngày hôm nay. Và anh chị nhà mình thấy video ý nghĩa này và cũng như là thấy tác phẩm đẹp thì có thể là liên hệ trực tiếp qua số hotline của bên em 0789336318 hoặc là 0971336318 để bên em gửi hình ảnh cụ thể hơn và tư vấn chi tiết hơn cho anh chị nhà mình đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo của bên em ạ.